想给张吉呼喊一声，张吉的胸肌 very good job。Một tí anh chị đừng có làm loạn. Đấm bổ mẹ rồi có cho chép không? Ô thế hát 2 cộng ô 2 bằng hô hô. Bỏ tay ra che che cái lở. Ra bán 14 15 là gì cơ? Phát tí mạng nào. Đứa nào ra canh cửa đi. Nói bé thôi cái bọn ngủ này. Hay cô biết hoa vào đoàn đang đua. Một cơn bão ảo sang phố Huế. Rồi tiến về trung tâm Hồ Gươm đã lên đèn. Náo loạn hô Gươm ôi náo loạn hô Gươm tiếng nẹt vô ẩn. Nghèo thế này anh cho em được cái gì? Anh á? Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Hẹn vào chiều thứ chín, ngày 31 tháng 2. Hư hết một thế hệ, bao nhiêu con quỷ sau lưng rồi khai mao, nguyên cái địa ngục luôn đúng không? Thấy gì chưa? Sợ không? Lướt qua cái video khác liền, không có coi cái trend này nữa. Lady and gentlemen, welcome to ZZX Airlines. Chào mừng quý khách đã đến với chuyến bay của hãng hàng không ZZX Airlines. Quý khách vui lòng dựng thẳng lưng ghế, không hạ tấm che cửa sổ và đóng bằng ăn. Chúng tôi đang chuẩn bị đâm thẳng vào chim chia do tộc khu trừ chim. Anh ấy 10 điểm, không có nhưng. Bởi vì 10 điểm là 10 điểm. Cô ấy 10 điểm, nhưng không có nhưng. 10 điểm là 10 điểm. Thôi anh đành chúc người sau sẽ bên em. Sống cho hạnh phúc, chào em cô mỹ nữ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sờ bàn tay em mong manh quá, biết mai sau này còn giữ được anh. Sờ bàn chân anh hay đi trước, bỏ rơi lại hay vứt lại sau. Những năm tháng hết nhuôi, cứ vui tươi cười hoài, đời giống như bức tranh thêm màu sắc tươi. Khi mấy đứa nói tôi suốt ngày coi mấy thằng idol Trung Quốc chả có gì hay ho. Nói câu cũng mắc dạy được. Ai mượn mày nói, ai mượn không liệu. Người Việt thì phải hâm mộ những ca sĩ Việt Nam. Thì vô duyên quá. Mày biết mày què gì mà mày ngồi đó mày hô đúng sai. Xã hội sẽ không chấp nhận fan idol Trung Quốc đâu. Làm như mày lãnh đạo chính quyền mày nói mày biết con khỉ khô đồ gái gì mày nói. Nên từ bỏ xem ba cái idol Trung Quốc gì đó đi là vừa. Mày khùng mày điên mày tôn trọng của mặt mày giờ mày có nói gì nữa mày. Em trong gào anh ngắm câu tâm tốn trong đầu nhật nguyệt đông em về làm dâu đêm bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho gước em về làm dâu hai đứa sau này làm dâu. À, thôi tạm biệt mọi người nha, mình đi ngủ đây, ngày mai mình còn đi tù nữa. Chỉ ít phút nữa thôi, chuyến tàu thanh xuân của quý khách chỉ còn là ký ức. Anh đâu, lòng em đâu, em cố giữ nước mắt đừng rơi. Gu của em là một gu là người một người như thế nào? Đấy, cao to đẹp trai. Ừ. Có tiền. Có tiền á? Đơn giản đấy. Nàng ơi, tại sao nhiều thằng mình tán mà nó không thích, rồi đến lúc nó thích mình vãi mà mình không thích nữa. Ừ, có cái hiện tượng đấy, có tên đấy, có nhiều người bị như thế đấy. Tức là mình thích người ta, mình hào hứng, mình phấn khích, mình rất là muốn chinh phục người ta, đến lúc rồi người ta thích mình rồi thì mình thích nữa. Nó gọi là mất dạy đấy em. Sao đó được.